Hello cả nhà hello, welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Cảm ơn quý vị ủng hộ channel rất là nhiều. Mời quý vị nghe tin tức buổi chiều. Từ Houston, Đỗ Phúc xin được kính chào quý thính giả hai miền cũng như xin được đến chào chị Mai Trâm tại Dallas. Houston hôm nay là một ngày trời khá là đẹp. Hiện bây giờ bên ngoài thì ánh nắng vẫn còn chang hòa, nhiệt độ ghi nhận khoảng 88 độ, tối hôm nay xuống thấp mát mẻ 66 độ. Cơ hội mưa hầu như không có cho đêm nay tại Houston. Ngày mai ngày thứ 6 thì nhiệt độ lên cao nhất cho 3 ngày được dự đoán khoảng 91 độ, về đêm là 68 độ và cơ hội mưa cũng chỉ khoảng 2% mà thôi. Hai ngày cuối tuần thì thời tiết Houston cũng không có thay đổi nhiều lắm. Ngày thứ 7 92 độ là cao nhất cho 3 ngày, xuống thấp về đêm là 66 độ, cơ hội mưa chỉ 1%. Ngày Chủ nhật 93 độ là cao nhất cho 3 ngày, trong khi về đêm sẽ là 68 độ, cơ hội mưa cũng chỉ khoảng 2-5% mà thôi. Bước sang ngày thứ 2 đầu tuần tới thì thời tiết Houston vẫn tương tự như trong tuần lễ hôm nay, khi mà lên cao nhất sẽ là 93 độ và xuống thấp về đêm sẽ là 71 độ. Cơ hội mưa cũng rất mong manh, chỉ khoảng 5% mà thôi. Nói chung thì Houston trong tuần lễ này và những ngày cuối tuần thì có là chắc chắn là sẽ không có mưa rồi, khi mà cơ hội mưa cũng chỉ khoảng từ 2-5% mà thôi. Thời tiết thì cũng tương đối là dễ chịu, nhiệt độ thì tương đối vẫn không có thay đổi, vẫn là khoảng 91-92 độ vào ban ngày, nhưng mà về đêm thì khá là mát mẻ khi mà xuống thấp khoảng 66-68 độ. Không biết thời tiết bên Dallas như thế nào, thưa chị Mai Trâm? Dạ vâng, từ Dallas, Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả khắp nơi và kính chào anh Đỗ Phúc. Thưa ông Đỗ Phúc và quý vị thính giả Dallas, là hôm nay là một ngày nắng rất đẹp nhưng không có nóng, và nhiệt độ hiện tại ngay bây giờ là 83 độ, tối nay xuống thấp chỉ 61 độ mà thôi, tương đối khô ráo cho ngày hôm nay. Và sang ngày mai, một ngày nắng chói chang rực rỡ tiếp tục lại đến với Dallas, và nhiệt độ cao cho ngày mai là 84, xuống thấp nhất là 62. Đến ngày thứ 7 vẫn đẹp như vậy, và nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ 7 là 86, và xuống thấp nhất vào 3 đêm là 64. Nhưng đến ngày Chủ nhật thì trời có vẻ âm u hơn, không thấy nắng đâu cả. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày Chủ nhật là 86, và xuống thấp vào ban đêm là 65. Và sang đến thứ 2 đầu tuần thì nắng rực rỡ lại đến với Dallas nữa, và nhiệt độ cao nhất của ngày thứ 2 đầu tuần tới là 87, và xuống thấp vào ban đêm là 64. Và từ bây giờ cho đến thứ 2, thứ 3 đầu tuần tới thì có lẽ không có mưa, tại vì xác suất mưa khá thấp, chỉ từ 2-4%, thưa anh Đỗ Phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Trâm với phần tin thời tiết của Dallas. Thì cũng tương tự như Houston mà thôi, sẽ không có mưa nhưng mà không còn nóng nhiều nữa, thời tiết khá là đẹp. Và mở đầu phần tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay là các bản tin thế giới. Bản tin đầu tiên có liên quan đến Nhật Bản, thì một tàu chiến của lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản đã đi qua eo biển Đài Loan trong một hành động để khẳng định quyền tự do hàng hải. Vào ngày 26 tháng 9 thì đài NHK và các hãng truyền thông khác của Nhật Bản đã đưa tin tàu khu trục Sazanami của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 25 tháng 9. Theo hãng tin AFP thì người phát ngôn chính phủ Nhật Bản là Yoshimasa Hayashi đã từ chối bình luận về thông tin nêu trên tại họp báo thường kỳ do có liên quan đến các hoạt động quân sự. Một số các hãng truyền thông của Nhật cho biết chuyến đi của tàu Sazanami diễn ra cùng lúc với các tàu chiến đến từ Úc và New Zealand. Ba nước này đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận chung ở Biển Đông. Với hành động chưa từng có này thì Nhật Bản trở thành đồng minh mới nhất của Hoa Kỳ cử tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan sau Anh, Canada, Pháp, Úc và Đức, trong một hành động mà các nước gọi là thể hiện quyền tự do hàng hải, theo báo Japan Times cho biết. Vào tuần trước thì một hàng không mẫu hạm mang tên là Liêu Ninh của Trung Cộng lần đầu tiên đi qua giữa hai hòn đảo của Nhật Bản và Đài Loan. Tokyo gọi đây là một việc hoàn toàn không thể chấp nhận được, trong khi Bắc Kinh thì khẳng định họ tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước đó vào tháng 8 thì Nhật cũng đã cáo buộc một máy bay trinh sát quân sự của Trung Cộng xâm phạm không phận của nước này, gọi vụ việc là hoàn toàn không thể chấp nhận được và coi đây là mối đe dọa với sự an toàn của đất nước. Cũng theo AFP cho biết, Nhật báo Yomiuri Shimbun đã dẫn nguồn tin chính phủ giấu tên tiết lộ rằng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ thị cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan do lo ngại việc nước này không có hành động gì sau vụ máy bay của Trung Cộng xâm nhập không phận có thể là một điều khuyến khích Bắc Kinh tiến hành các hành động quyết đoán hơn. Xin được quay trở lại với chị Mai Trâm.
Cảm ơn anh Đỗ Phúc. Vẫn tin liên quan đến Á Châu thì thưa quý vị, Tổng thống của Hàn Quốc là ông Yoon Suk Yeol ngày hôm nay đã công bố kế hoạch hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy năng lực trí tuệ nhân tạo AI của nước này, hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của xứ sở kim chi trong lĩnh vực AI toàn cầu. Tại buổi lễ ra mắt của Ủy ban AI của Tổng thống, ông Yoon Suk Yeol nêu tham vọng của Hàn Quốc sẽ trở thành một trong ba quốc gia dẫn đầu thế giới về AI. Ông nhấn mạnh, AI hiện đang quyết định năng lực quốc gia và tăng trưởng kinh tế, trở thành yếu tố then chốt trong kinh tế và an ninh. Các quốc gia lớn đang đầu tư mọi nguồn lực để phát triển công nghệ AI và nỗ lực giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực kỹ thuật số. Theo Tổng thống Yoon Suk Yeol, Ủy ban mới gồm 30 chuyên gia, quan chức chính phủ và trợ lý Tổng thống sẽ phối hợp với các nỗ lực nghiên cứu và phát triển AI, đồng thời định hướng tầm nhìn để củng cố vị thế của quốc gia trong lĩnh vực này. Ông nêu rõ, Hàn Quốc sẽ thiết lập một trung tâm điện toán AI quốc gia thông qua đầu tư công tư, thúc đẩy chuyển đổi AI trong các ngành xã hội, khuyến khích thêm đầu tư từ khu vực tư nhân cho các dự án AI. Và ông cũng cam kết cải cách mạnh mẽ các quy định về sở hữu trí tuệ và bảo vệ tư nhân để bảo đảm rằng các giá trị cốt lõi không trở thành rào cản cho đổi mới, đồng thời xây dựng các chiến lược về R&D, cơ sở hạ tầng và khung pháp lý. Hồi tháng 4 vừa qua, chính phủ của Hàn Quốc đã khởi động sáng kiến AI, chip bán dẫn, với kế hoạch đầu tư là 9.4 triệu tỷ won, tức là 6.9 tỷ Mỹ Kim, để phát triển AI và chip AI đến năm 2027, đồng thời tạo ra quỹ 1.4 triệu tỷ won để hỗ trợ sự phát triển của các công ty chip AI. Hàn Quốc cũng đã hợp tác với Hoa Kỳ thành lập nhóm làm việc về AI và mở một phòng thí nghiệm tiên phong toàn cầu cho nghiên cứu và phát triển chung giữa hai quốc gia. Xin mời anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Mai Trâm. Và một bản tin thế giới khác có liên quan đến Iran, thì Ngoại trưởng Iran đã khẳng định rằng nước này sẽ ủng hộ Lebanon bằng mọi cách nếu mà căng thẳng giữa Hezbollah và Israel tiếp tục leo thang. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi đã nói với phóng viên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 9 rằng khu vực đang đứng bên bờ vực của thảm họa toàn diện và thế giới sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu tình hình không được kiểm soát. Iran thì sẽ đồng hành và ủng hộ người dân Lebanon bằng mọi cách. Ông Araghchi đã cáo buộc rằng Israel đã vượt mọi lằn ranh đỏ và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp để khôi phục hòa bình và ổn định khu vực. Bình luận được đưa ra khi mà giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon ngày càng tăng nhiệt và đặt ra nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Trong khi đó thì đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc là Danny Dannen đã chỉ trích Iran là động lực thúc đẩy đầy bất ổn đang lan rộng khắp khu vực và nhấn mạnh rằng Tel Aviv không muốn hướng tới chiến tranh toàn diện nhưng đang bị tấn công. Trong 24 giờ qua, thì miền Bắc và miền Trung của Israel đã phải đối mặt với các đợt tấn công không ngừng nghỉ. Hơn 150 rocket đã tập kích sâu vào lãnh thổ của Israel, ông nói thêm. Trong khi đó, thì thủ tướng của Lebanon là ông Najib Mikati đã cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền khi khai triển tiêm kích và các loại máy bay không người lái vào không phận nước này, gây thương vong cho dân thường và làm nhiều gia đình phải di tản. Những người tấn công nói chỉ nhắm vào lực lượng tham chiến và vũ khí, nhưng tôi bảo đảm rằng bệnh viện đang chật kín dân thường, ông nói thêm. Xin được quay trở lại với chị Mai Trâm. Và ngày hôm nay thì Israel cũng đã bác bỏ các đề xuất ngừng bắn với Hezbollah, bất chấp các đồng minh bao gồm Hoa Kỳ đã kêu gọi ngừng giao tranh ngay lập tức trong 3 tuần để cho phép ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Bộ trưởng Ngoại giao của Israel đã nói rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn ở phía Bắc và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Hezbollah bằng tất cả sức mạnh của mình cho đến khi giành chiến thắng và người dân miền Bắc được trở về nhà an toàn. Những bình luận này đã dập tắt hy vọng về một giải pháp nhanh chóng sau khi Thủ tướng Lebanon là Najib Mikati đã bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn có thể sớm đạt được ở Lebanon, nơi hàng trăm nghìn người đã phải di tản. Các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng lo ngại rằng cuộc xung đột diễn ra song song với các cuộc chiến của Israel ở dải Gaza đang leo thang nhanh chóng. Cuộc giao tranh ác liệt nhất gần hai thập kỷ giữa Israel và nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn
đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ mới của Israel dọc theo biên giới Lebanon và Israel. Hezbollah đã đối đầu với quân đội của Israel kể từ khi phong trào Hồi giáo Houthi được lực lượng vệ binh cách mạng Iran thành lập năm 1982 để chống lại cuộc xâm lược của Israel vào Lebanon. Kể từ đó, phong trào này đã phát triển. Dạ vâng, một bản tin thế giới khác có liên quan đến công ty nước giải khát Coca-Cola. Thì công ty nước giải khát Coca-Cola vừa bất ngờ tuyên bố dừng sản xuất hai loại đồ uống với thương vị mới nhất của mình mà không nêu rõ lý do. Theo hãng tin AP, ngày 25 tháng 9, tập đoàn Coca-Cola vừa bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng sản xuất loại nước ngọt Coca-Cola Spice và Coca-Cola Spice Zero Sugar, dù đã dự định sẽ đưa nó vào danh mục sản phẩm kinh doanh lâu dài thay vì chỉ bán ngắn hạn, chỉ sau 7 tháng ra mắt trên thị trường. Công ty nước giải khát cho biết hai loại sản phẩm trên sẽ bị dần loại bỏ và được thay thế bằng một hương vị mới ra mắt vào năm sau. Chúng tôi luôn lắng nghe những gì người tiêu dùng yêu thích và điều chỉnh các sản phẩm của mình, công ty khẳng định trong một tuyên bố. Được biết hai loại sản phẩm này được đưa ra mắt tại thị trường của Hoa Kỳ và Canada vào tháng 2 của năm nay. Tại thời điểm đó thì phía công ty cho biết họ dự tính sẽ kinh doanh dòng sản phẩm này trong vòng 3 năm ở Bắc Mỹ, thay vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn hạn như các dòng sản phẩm trước đó. Coca-Cola thì không giải thích chi tiết về lý do ngừng sản xuất, nhưng nhiều người cho rằng sự thất bại của dòng đồ uống này có thể đến từ chính cái tên của nó. Ngoài ra, nhiều người cũng hoài nghi quá trình phát triển hương vị này của Coca-Cola đã diễn ra quá nhanh. Vào tháng 2 năm nay, thì giám đốc tiếp thị khu vực Bắc Mỹ của công ty là ông Sakir Mon cho biết rằng Coca-Cola Spice và Coca-Cola Spice Zero Sugar chỉ được phát triển trong vòng 7 tuần, trong khi thông thường tập đoàn này sẽ phải mất khoảng 1 năm để phát triển một loại đồ uống mới. Người tiêu dùng và thị trường đều đang thay đổi một cách nhanh chóng. Chúng tôi buộc phải thay đổi nhanh hơn tốc độ này. Ông đã khẳng định điều này. Và xin được quay trở lại với chị Mai Trâm. Cảm ơn anh Đỗ Phúc. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tổng thống Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 8 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, bao gồm nhiều khí tài, đạn dược và thiết bị quân sự hiện đại. Trong thông báo, ông Biden tái khẳng định việc hỗ trợ cho Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Phần lớn trong tổng số viện trợ nói trên, 5.5 tỷ Mỹ Kim sẽ được phân bổ trước khi kết thúc năm tài chính của Mỹ vào ngày 30 tháng 9. Trong khi đó, thì số tiền 2.4 tỷ Mỹ Kim được phân bổ theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Theo đó, cho phép chính quyền Hoa Kỳ mua khí tài để viện trợ cho Ukraine từ các công ty thay vì từ kho dự trữ của Mỹ. Và gói viện trợ này bao gồm việc lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine một quả bom lượng dẫn đường chính xác có tên là John Stand Drop Weapon với tầm bắn lên tới 130 km. Gói viện trợ này cũng sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hệ thống phòng không, máy bay không người lái và cũng như nhiều loại đạn dược khác. Theo kế hoạch viện trợ này, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ giúp tân trang và cung cấp cho Ukraine thêm hỏa tiễn Patriot. Tổng thống Biden đã yêu cầu Hoa Kỳ mở rộng chương trình huấn luyện cho phi công của Ukraine để có thể vận hành máy bay F-16, trong đó có kế hoạch hỗ trợ huấn luyện thêm cho 18 phi công vào năm tới. Và ông cũng cho biết sẽ triệu tập cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào tháng tới tại Đức để phối hợp các nỗ lực của hơn 50 quốc gia là đồng minh của Ukraine. Và ông Biden đưa ra thông báo về gói viện trợ trên trước thềm cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Tòa Bạch Ốc vào thời gian sắp tới đây. Xin được trở lại với anh Đỗ Phúc. Và tiếp theo sau đây là các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên có liên quan đến một vụ cướp xe bus tại Los Angeles. Thì sau một cuộc rượt đuổi kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến một hành khách tử vong, thì đội đặc nhiệm SWAT đã thành công bắt giữ nghi phạm của vụ cướp xe bus. Vào ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương tại trung tâm thành phố Los Angeles của Hoa Kỳ đã xảy ra một vụ cướp xe bus khiến một người thiệt mạng. Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, thì khoảng 12 giờ 45 phút sáng ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, thì nghi phạm đã lên một chiếc xe bus giữa đường Fillmore và đại lộ Manchester ở phía nam Los Angeles để khống chế tài xế bằng súng.
Theo tin từ CNN cho biết, thời điểm đó thì trên xe có hai hành khách và tài xế. Nghi phạm sau đó đã ra lệnh tài xế tiếp tục cho xe di chuyển. Phó Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Los Angeles là Donald Graham cho biết tài xế xe bus đã điều khiển xe an toàn nhất có thể trong hoàn cảnh đó, và cảnh sát đã đuổi theo chiếc xe bus trong suốt một giờ đồng hồ. Theo thông tin từ đài truyền hình NBC Los Angeles cho biết, thì nghi phạm sau đó đã bắn hành khách và tài xế xe bus đã liên tục nhấn nút khẩn cấp và khiến màn hình phía trước xe hiển thị Emergency và 911 Call Police. Trong suốt cuộc vây bắt kéo dài hơn một giờ đồng hồ, thì cảnh sát đã bố trí các giải gai trên đường và buộc xe bus phải dừng lại vì thủng vỏ bánh trước. Lực lượng SWAT sau đó đã bao vây chiếc xe và dùng thiết bị gây chói mắt để tạo cơ hội cho tài xế thoát qua cửa sổ, trong khi nghi phạm vẫn cố thủ trong xe. Hành khách còn lại thì nắp phía sau xe đã được lực lượng SWAT giải cứu thành công trong tình trạng hoảng loạn, nhưng may mắn không bị thương. Còn hành khách bị bắn trước đó thì đã được đưa đến bệnh viện và sau đó xác nhận đã không qua khỏi. Theo thông tin được xác nhận từ trợ lý cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Los Angeles là Blackshaw cho biết, thì nghi phạm vụ cướp có tên là Lamont Campbell, 51 tuổi, bị bắt với cáo buộc giết người. Hiện thì động cơ của nghi phạm vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Xin được quay trở lại với chị Mai Trâm. Thưa quý vị, theo tin của CNN đưa ra ngày hôm nay, thì USPS là bưu điện Hoa Kỳ loan báo giá tem hạng nhất First Class có thể tăng gấp 5 lần trong 3 năm tới. Giá tem hạng nhất hiện tại là 73 cent, sẽ tăng gấp 5 lần từ nay cho tới năm 2027, theo tài liệu chi tiết được USPS nộp lên Ủy ban Quản trị Bưu điện PRC tuần này. Và theo kế hoạch của Sở Bưu điện, giá tem bắt đầu tăng vào tháng 7 năm 2025, rồi cứ tăng vào tháng Giêng và tháng 7 sau đó tới hết năm 2027. Tuy nhiên, muốn tăng giá tem phải được PRC cho phép, và USPS cũng không cho biết họ muốn tăng bao nhiêu tiền mỗi lần. Và cơ quan này cũng xác nhận sẽ không tăng giá tem vào tháng Giêng năm 2025, mặc dù theo kế hoạch tăng giá mới của cơ quan này và giá tem sẽ tăng mỗi năm 2 lần. Chiến lược của chúng tôi hiện đang có hiệu quả và lạm phát dự trù giảm. Ông Louis là tổng giám đốc của USPS cho hay trong thông báo của cơ quan này. Do đó chúng tôi sẽ chờ tới ít nhất tháng 7 mới đề nghị tăng giá. Và cơ quan bưu điện Hoa Kỳ khẳng định họ vẫn cam kết tiếp tục tiết kiệm chi phí hoạt động và giữ giá vừa phải cho sản phẩm và dịch vụ. Và cũng lưu ý chỉ vài quốc gia có giá tem rẻ hơn Mỹ. Giá tem hạng nhất lên 10 cent năm 1974. Mới năm 2002, giá tem chỉ 34 cent bằng một nửa hiện nay. Dịch vụ thư từ hạng nhất tăng ngày càng giảm do liên lạc qua mạng trở nên phổ biến hơn. Và trong 10 năm qua, số lượng thư gửi đi giảm khoảng một nửa. Xin được trở lại với anh Đỗ Phúc. Quý thính giả vừa nghe phần tin tức và tiếp theo sau đây là thông tin thị trường chứng khoán cuối ngày hôm nay.